Ui cả nhà ơi, phê luôn cả nhà ơi. Hiệp xin chào cả nhà mình nha. Cả nhà ơi, hôm nay Hiệp có ghé ra lại cái đầm bèo này cả nhà. Thì tình hình ngày hôm qua, ngày mùng 7 Tết cả nhà, mưa nguyên một ngày luôn, nên là hôm nay nước khá là lớn cả nhà ơi. Ngày hôm qua chuẩn bị thay đồ ra, chuẩn bị đi câu mà lại bắt đầu là mưa, mưa nguyên một ngày luôn cả nhà. Đi câu không được, hôm nay ngày mùng 8 này thì trời nó cũng hơi tạnh tạnh cả nhà, cũng hơi gió quá. Thì hôm nay Hiệp có ghé ra lại cái đầm bèo này. Cái đầm đây thì Hiệp câu ở đây cũng nhiều lương lắm rồi cả nhà, nhiều lương khủng lắm. Hôm nay ghé ra đây tìm dọc dọc mấy cái hang, mấy đợt trước câu thứ hôm nay câu có con hay không. Ở đây nó có cái hang này cả nhà, cái hang này là mấy mé bờ ruộng. Ủa, hang đẹp ghê cả nhà, hang đẹp ghê đó. Rồi để mình lát nó mình cào thử xem sao. Ủa mà nước nó không lên. Ủa nước nó không trào lên cả nhà. Ủa cái hàng này không phải, không phải hàng lương rồi. Nếu mà có hàng lương là nước nó sẽ trào lên. Cái hàng này giống cái hàng họ cắm cây quá đó. Nhiều mấy cái bờ ruộng hay cái hồi người dân họ cắm cây ra cả nhà. Họ cắm cây nên là rút cái cây ra nó nhìn như cái hàng lương ấy. Mình thụt xuống đó, nó rút nước xuống luôn mà. Ôi, nhìn cái hang đẹp, tưởng đâu là chắc coi em lương nữa. Rồi thì hôm nay Hiệp sẽ cố gắng dọc dọc ở đây mình câu, cũng hy vọng có lương cả nhà ơi. Dọc dọc bên cái mấy cái địa bờ phía trên kia là có mấy hang này, mấy hang này kia là trước câu được lương khủng nhiều lắm, biết này có lương hay không. Nên nó cũng lớn quá cả nhà ơi, lớn nó ngập hang ấy. Rồi bây giờ Hiệp sẽ đi câu nha, cũng hy vọng hôm nay có lương kéo cho cả nhà mình cùng xem giải trí nha. Rồi dưới đây nó có cái hàng này cả nhà, cả nhà còn nhớ cái hàng này không nè. Hàng này lần trước mình có cào được con lương khủng mà cái đuôi nó có tắt đó cả nhà. Cái này có em mà nó vào chưa đây. Mấy hàng này lai rai vậy có lương nó vào lắm cả nhà ơi. Ui cả nhà thấy gì chưa, quá nó ngóc cái đầu lên kia kìa, quá to cả nhà ơi, con này khủng. Ui cái đầu đang tui cả nhà ơi, mình vạch ra anh động cái ngóc cái đầu nó trực sáng luôn nè cả nhà. Ui to khủng cả nhà ơi, ui đã chưa, quá mình vạch động cái lên phán lên liền thôi, mùi mê cả nhà ơi, trời nó đã ghiền luôn. Để mình trở cái mép dưới cho nó đóng nha. Con này nửa ký có cả nhà, to đây. Ôi lặn lặn theo mồi đá chưa, cho nó táp nè. Ui tập đắt. Ui ui cả nhà ơi, phê luôn cả nhà ơi. Nhá rồi, rì nhẹ nhẹ chứ nó bung liền. Con này to đá quá cả nhà ơi, đạm ghê vậy nè. Wow, đang đẹp trai. Wow, khủng cả nhà ơi, trời ơi nó to. Wow. Ui cái con này nó to cả nhà ơi. Wow. Để mình nắm chặt cái lại coi. Ui con này 6 bay lạng cả nhà ơi. Wow, nó to. Wow, nó bông. Wow, trời nó đã cả nhà. Ui vạch đông mà lên là chật sáng lên cái miệng hang là thấy phê rồi cả nhà ơi. Đã rồi rồi, để mình chia sẻ cho cả nhà xem. Còn đã ghê luôn. Rồi đây cả nhà ơi. Wow đã luôn. Wow phê chưa. Ui con này cỡ 6 lạng cả nhà. Con này cỡ 6 lạng khỏe đó. Ui đã. Ui mình vạch cái lùm cỏ ra cả nhà. Nó lên chật sáng lên cái miệng hang liền.
Ôi con này đóng nạn đòn nè, đóng nạn đòn chị tư nụ lâm ấy. Ui phê luôn, 6 lạng. Con này nghĩ, mình nghĩ cỡ 6 lạng cả nhà. Nạn ghê, bong bong bong, nó không có vàng mà lú lên cái đầu, nó lú lên cái đầu đen thui cả nhà, phê luôn. Tuyệt vời. Mấy hàng này, mấy hàng mà lươn khủng á nha, thấy cái miệng nó nhỏ 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 thôi, nhưng mà lươn nó vào toàn là lươn khủng không cả nhà, lươn to không, nạn lắm cả nhà ơi. 6 lạng con này mình nghĩ có 6 lạng thôi, để mình cho nó túi. Wow. Wow, túi phong thủy của mình nè cả nhà, túi phong thủy của mình hôm nay lại có lươn khủng vào nữa. Hello. Ôi trời, nó cứ mưa râm râm, râm mưa lạnh mít cả nhà ơi. Mấy cái hàng là lai ra là có lươn vào nữa. Hàng này thì khó biết lắm cả nhà, nó nằm phù phủ cái lớp cỏ này, khi mình trừ khi mà nước mà nó khô rút xuống mà mình mới thấy được cái miệng hang thôi, còn nước nó hơi phù phủ phủ như vậy nghe là khó được, khó biết được mấy cái miệng hang này lắm, nên là mình cứ cao sang là mình cứ phù phủ cái lớp cỏ nó lại để chuyến sau mình có lai ra mình câu nữa. Ui đã cả nhà ơi, mất rụp luôn, trời nó lạnh lắm cả nhà, trời lạnh rung luôn á. Hôm nay là mùng 8, mà mùng 8 Tết mà lạnh ghê dấn nè, mất rụp cả nhà, mất rụp này, trong cái bao mình nám còn lạnh luôn cả nhà ơi. Phê rồi, để mình dập dọc mình tìm hai mình câu tiếp nha cả nhà nha, làm em lường khủng là thấy hấp dẫn hơn nè, quá đã luôn. Rồi dưới đây có cái hang nữa này cả nhà, hang này cũng được nghe, thấy cũng to đấy, làm tiếp em khủng nè. Ui xin nước đục nó chảy ra dữ ta, nó làm nhang lúa mậu vô cả nhà, thì nước đục nó chảy ra nè, mình mới vạch sơ nãy nước đọc khe, bây giờ nước cho nó ra đục ngào luôn. Ui ui ăn ăn liền cả nhà ơi. Ui bao lớn nghe cũng nhẹ, cũng đầm đầm cái tay tôi coi nha. Ui trọng cả nhà ơi, trọng ơi. Ui cái lư đại nút lút luôn, đang nghịch dữ. Con bà lớn lưới đại nè, lưới đại là đóng vào tốt cả nha, con này chắc cũng chưa được lạng. Nè lưới đại nè, lưới đại là lươn bà lớn rồi, nó đóng vụ vẫn chính cả nha, lươn thấy vậy chắc là miệng con lươn nó to cả nha. Ui cũng được rồi, ngon. Có là vui cả nha, mấy ngày mấy hôm qua Tết có được mấy em lươn nha, cũng ngon rồi, mấy em khủng như vậy, mấy con khủng khủng như vậy thì khó chứ, mà nhỏ nhỏ cái đó cũng được, có là vui cả nhà. Mấy cái hang, cái hang gì mình vạch ra mình thấy nước nó đục ngầu nó chảy ra, hay là như hang lúa mậu được cả nhà, nước bây giờ cũng vẫn còn chảy này. Rồi để mình cho nó vào túi đi dọc dọc mình tìm hang tiếp nha cả nhà nghe, nước cũng lớn quá cả nhà ơi. Rồi kết quả hôm nay thì cũng chỉ được 2 con lắm mấy cả nhà, nước nó cũng lớn quá, đi tìm hang nó cũng không được, ngập hết rồi. Ừ ngập hết rồi. Được 2 con, có được con khủng với con mini, dương mớ trùng. Dương mớ trùng rồi cả nhà. Mùa này ở quê mình cũng còn nhiều trùng lắm, chừng 2-3 tháng nữa là bắt đầu là hết trùng cả nhà ơi, tới mùa khô là hết trùng. Bữa nay có dọc dọc chạy ra cái đoạn sông lưng khủng mà nước nó như cái biển luôn cả nhà, nước ngập bờ ngập đồ hết. Căng một con lớn ta, con này nhỏ xíu rồi. Cho mấy thùng luôn. Đây, mấy con lươn đầu nam của mình nè cả nhà. Từ bữa mùng 4. Hơn chứ, con này nạn mà. Nạn ghê. Được 6 lạng cả nhà. À, to mà. Em bỏ ra cái rổ lên. Nạn ghê chứ mà. Ui nó lên nó múc màu đã ghê. Con này nó nghĩ năm nặng mấy 6 lạng mà. Ừ. Đã, con này không được vàng lắm đó nè. Cũng ngon cả nhà ơi, cũng có cao mấy hàng mà nó lại không có lương, nước lớn quá ngập hàng cũng khó cao.
Rồi, cũng được cả nhà ơi. Này mùng 8 mà thịt kiếm thêm em khủng là ngon rồi. Mùng 4 làm được em 4 lạng. Nè, mùng 6 thì được mấy con trồng trọng trọng. Nay mùng 8 làm được em khủng là quá ngon rồi. Có là vui cả nhà. Rồi, thì đến đây thì mình cũng kết thúc video. Thì cũng gửi lời cảm ơn đến cô dì, chú bác, anh chị em. Và cả nhà mình cũng đã xem video ủng hộ cho Hiệp nha. Rồi, tình hình thì mình tiếp tục làm dây cầu lương nha. Cả nhà quan tâm mình mua dây cầu lương thì liên hệ trực tiếp với Hiệp nha. Hiệp có để số Zalo đây màn hình đó. Cả nhà liên hệ với Hiệp để đặt mua dây cầu lương nha. Ủa, mới lương này ngon quá trời. Rồi, hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo nha.